Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ review cái đèn Baseus tự động cảm ứng nha. Đó, có nhiều người rất yêu cầu mình làm. Thì bây giờ mình mới có thời gian tranh thủ làm. Thì cái đèn này cũng rất là tiện lợi nha các bạn. Thời lượng pin sử dụng rất là lâu và hết pin thì các bạn hơi cắm sạc lại. Thì cái đèn này á là nó xài qua cái pin sạc. Khi mà hết pin thì các bạn có thể cắm để các bạn sạc lại. Thì bây giờ mình sẽ khui cái đèn này cho mọi người xem nha. Thì cái đèn này nhìn giống như là chuối vậy đó. Đó. Mà cái đó là đẹp nè, giá chỉ 199.000 thôi. Thì ở đây á, khi mà nó sẽ là hết 100% nha. Đó, mở ra. Thì dưới đây á, thì chúng ta sẽ có cái là off on với auto. Auto sẽ chế độ auto sáng, mà on thì chúng này cũng sẽ mở biết luôn. Đó, và cái đèn này cũng là sáng kiểu như mà rồi thì bây giờ mình sẽ test thử trên tải shop của mình nha. Thì tải shop mình studio mình có một cái đó là giờ mình test đèn cho các bạn xem. Đó, giờ mình thử đi ngang qua nha. Hay là chưa? Có phải là chưa đủ cái độ tối? Ok. Đó, thì đèn nó sẽ sáng. Chứ, tại vì con này nó phải đủ hai điều kiện là thứ nhất là trời tối và có dịch chuyển di chuyển qua thì nó mới sáng được. Ở trên đây mình còn dán cái bịch ni lông á, nên là giờ mình sẽ thử tháo bịch ni lông này ra để cho nó hồng ngoại nó tốt hơn. Mình sẽ để nó ra. Thì các bạn thấy là cái độ sáng nó cũng rất là sáng nha, cũng nói chung là tương đối. Nhu cầu là ví dụ như các bạn đi vào các bạn mở đèn nè, các bạn thấy được đường đi vào ban đêm á thì cũng khá là ok. Đó, mình thử chờ xíu đi. Đâu đó khoảng 5 giây. 1 phút gì đó nó sẽ tắt. Chờ xíu, 1 phút sẽ tắt. Ok, tắt rồi nha, mình đi vào thử nha. Đó, nó sẽ tự sáng, khoảng cách đây là sáng rồi nha. Càng tối thì nó sẽ càng kia. Đó, các bạn thấy rồi, đủ sáng cho mọi người. Đủ sáng mọi người đủ để thấy được nó là cái gì. Nè, thử mình soi nó, thấy được cái số B175 nè. Nói chung là đủ để xài để mình thấy được cái đồ đó mình lấy. Các bạn có thể gắn vào cái công tắc, ví dụ như các bạn vừa đi vào nhà, sau đó các bạn quay qua không thấy đường, các bạn mò thì cái đèn nó tự động sáng lên, các bạn đủ để bật công tắc. Thì rất là tiện cho cái vấn đề đó. Đó, xài cái này cũng rất là ok nha.